Bây giờ đi đến chỗ này là trung tâm siêu thị điện máy chợ lớn nè quý vị ơi. Tại vì hôm nay ở đây có khuyến mãi gì đó, con của Mio muốn xem á. Giảm giá mua hàng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Vietinbank. Đây là trung tâm kim siêu thị điện máy chợ lớn đang khuyến mãi cái gì đó sinh nhật, đúng rồi, sinh nhật vàng của công ty là khuyến mãi rồi quý vị. Bây giờ đi với con cũng đi vô coi mua điện thoại nè, tất cả điện thoại, tủ lạnh, máy sofa, máy giặt, bàn ghế gì đó không biết nữa. Chị đi con chị. Chào. Chị đi với con chị coi rồi. Áp bầu. Ta áp bầu chồng bà cô chú. TV. Rồi. Cửa hàng ở Việt Nam cũng hả đẹp quá, không có thiếu gì hết. Mà ở Việt Nam mình có tiền thì cũng không có thiếu gì hết ha. Sinh nhật vàng đó là giảm 50% lần quý vị ơi. Đẹp quá, siêu thị đẹp quá. Đi đây con, ba đâu. TV Samsung OLED 84.890.000. Bự ơi là bự. À, mình vô đi xuống đây. Wow, bự quá. 17.490.000. Tặng thêm Modernology giá 1.3 triệu, tặng 24 tháng bảo hành. Bộ BMH 8 triệu, giảm giá 24%. Bây giờ con không biết. À, chụp hình cho, đứng đây. Nhìn đàng hoàng. Đàng hoàng lại chưa, nó chưa chụp gì hết. Rồi, bây giờ chụp chép bộ tấm hình. À, đây có cảnh châu Âu của mình đây. Đây, trời mưa quá vậy ơi. Hồi trưa mình vô đi á, thì nắng chang chang về bị trúng nắng nằm bẹp rồi. Bây giờ thì trời mưa. Mà không sao, mình vô đi vô trong này coi. Xong rồi đi trong chứ không có đi ngoài nữa. Mà buổi tối trời mát thì mình vô không có sao hết á. Và trưa đi uống nước về nắng. Trời ơi, muốn chết thiệt tình chứ phải dẫn chơi đâu nha. Vô thấy ở đây cửa hàng đẹp quá, cũng giống như bên chỗ mình vô chứ không có khác gì ha. Nhưng mà bữa nay nghe nói là giảm giá rất là lớn á quý vị. Đi vòng vòng coi. Ở trong này là máy lạnh nhưng mà tại vì quá trời tivi luôn, nó nóng mà háo một còn mồ hôi luôn quý vị ơi. Bữa nay kim khí điện máy chợ lớn sinh nhật á, giảm 50%. Rồi giảm rất là nhiều thứ luôn. Chẳng hạn như tivi là giảm mấy triệu luôn á quý vị. Quý vị nào có
cần mua cái gì thì nhanh chân nha. Bây giờ nhìn thấy ở bên này là có cái gì, có ghế massage nữa nè. Có bán ghế massage nữa nè quý vị ơi. 17.990.000. Ghế này thì 22.990.000, có hai để nhiều số 9 quá ha. Ghế này là 10 triệu. À, ghế massage. À, là mình có phiếu không? Ừ, thì mình mua tivi cho mình có phiếu 3 triệu, mình mua cái bình lọc nước giảm được 3 triệu. Nếu bình lọc nước 3,5 triệu trả tiền cho không dám đâu con, nhìn có giá 3,5 triệu. Không biết nhà mình có bình nấu nước cũng muốn hư rồi nè. Đi lên nè, đi lên ông bầu có coi chừng em không, đi lên nè. Lên đi. Khi quý vị mà mua một cái tivi hay món đồ gì đó, người ta cho một cái thẻ gia dụng 3 triệu đồng. Thì quý vị có cái thẻ 3 triệu đồng đó để mua đồ gì. Ví dụ như mua món đồ 5 triệu đi, thì mình cái thẻ đó của mình được 3 triệu thì mình giảm 3 triệu thì mình chỉ trả tiền 2 triệu thôi quý vị. Tại đây là nó đang sinh nhật lớn lắm quý vị ơi. Giờ mình vô đi lên trên này để mình vô xem đồ gia dụng coi mình vô có mua cái gì đem về được không. Mấy cái đồ chảo, muỗng, xào, nấu vậy nè. Đũa nè. À, có phin cà phê nữa nè. Cái này là cái gì đây? À, cái đồ bới cơm. Nĩa nè, giá bới cơm nè. Chài cối nè. Đi lại đi nè, giờ một chút xíu. Đi ngõ này nè. Đây máy lọc nước nè quý vị ơi. Máy giặt. Đó mẹ chỗ nào? Mẹ chỗ nào? Đông khách quá, đông khách quá. Khách mua đồ gia dụng thì rất là nhiều. Bây giờ cũng muốn mua cái máy xay. Tủ kem, mẹ đâu? Đây nè, máy lọc nước ở đây nè. Ôi, cô đang lao, không được. Ngõ này nè, cô đang lau nhà. Bếp ga, nè. Tủ đông. Ai, tủ để trái cây, tủ lạnh, tủ để nước. Rồi, ở đây là máy lọc nước đây quý vị. Sáu triệu mấy, 4 triệu mấy, 3,5 triệu. Sinhao thì nó là dòng tầm trung. Dòng này giới thiệu cho mẹ em nghe đi. Thôi dạ, khỏi, không biết gì hết. À, nó sẽ khác biệt nhau về lõi lọc, nó khác biệt nhau về công suất lọc. Công suất lọc cao nhất là hiện tại mà mẫu này là 20 lít nước 1 giờ. Tối đa là 1 năm mới thay lỗi, và mẫu này nó sẽ có cảnh báo lỗi dơ cho mình biết luôn. Cái lỗi của nó là giá bao nhiêu? Lỗi số 1 là 100.000, lỗi số 2 140, lỗi số 3 100.000. Là 340 cho 3 lỗi. 1 năm mình thay 300 mấy. Là chỉ có lọc không thôi hay là nóng lạnh luôn? Lạnh nguội luôn. Dạ. À, cái máy này lọc nóng lạnh luôn. Là khỏi cần nấu nước nóng. Dạ đúng rồi. Đây, bên trong của nó này. Có nghĩa là nó sẽ lọc ra nước sạch xong nó sẽ tạo nước nóng, nó tạo nước nguội đi để cho mình uống hoặc nấu ăn. Mà nước lạnh để mình uống luôn. Là cái nước lạnh luôn á. Dạ đúng rồi. Có nước nóng có nước lạnh luôn. Còn về lõi lọc này, lõi số 1 tối đa 1 năm thay 100.000, lõi số 2 tối đa 1 năm thay 100.000, 140. Lõi số 3 tối đa 100.000, 100 năm thay. Mà nếu mà mình thay là ở đây mình liên hệ ra dạ, có nhiều cách mình có thể lên siêu thị điện máy chợ lớn. Siêu thị điện máy chợ lớn của em á, mình tự thay lõi và tự được. Mà là gọi trực tiếp hãng, hãng sẽ đem lõi xuống, tiền công sẽ làm miễn phí, mình chỉ tốn được một lõi thôi. Rồi xong rồi cuộc hành trình đi đi thăm viếng cửa hàng sinh nhật giảm giá tưng bừng. Cửa hàng Kim Khí Điện Máy Chợ Lớn của Mio đến đây là kết thúc. Mio xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Mio xin mến chào tạm biệt. Bye bye.